Một buổi chiều mùa hè mát mẻ, chúng tôi xuôi theo con đường hoa phượng đỏ 353 về xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, tìm đến một ngôi làng mà nhìn qua cũng chỉ bình dị như bao làng quê Bắc Bộ khác đang hàng ngày thay da đổi thịt. Nhưng làng quê ấy lại mang trong mình vốn văn hóa cổ truyền nức tiếng xa gần hàng trăm năm nay. Nơi mà thú chơi diều giáo, nghề làm diều giáo đã ăn sâu vào máu thịt người dân. Về đây, đầu tiên chúng tôi ghé thăm ngôi đình Đại Trà cổ kính, có niên đại ngót nghét mấy thế kỷ, được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Cũng là nơi thờ Chu Xích Công và Đô úy Văn Định Vương Lạng Giang Trần Quốc Thi. Theo nhiều tài liệu cổ, thôn Đại Trà xưa kia là điền trang thái ấp của Trần Quốc Thi. Trong những lần chống quân Nguyên Mông, Trần Quốc Thi đã có nhiều đóng góp binh lương cho quân đội, góp phần làm nên những chiến thắng vang dội trong lịch sử dân tộc thế kỷ 13. Dân gian cũng xem Văn Định Vương Trần Quốc Thi là ông tổ nghề chơi diều của người dân Đại Trà. Trong cái nắng hè đang dần nhạt, chúng tôi bắt đầu nghe thấy tiếng sáo diều vi vút từ bãi ngoài xa. Tìm về nhà nghệ nhân diều sáo Nguyễn Văn Lộc, chúng tôi được ông say xưa kể về thú chơi diều từ hàng mấy trăm năm nay của người dân Đại Trà. Thú chơi đã ăn sâu vào đời sống tinh thần của bao thế hệ người dân nơi đây. Thân thiết, gần gũi đến độ, người trẻ đâm diều, người già nghe sáo. Các nơi khác thì người ta chơi diều thì khung người ta chắc. Chắp nhiều khung lại thành một khung, nhưng người Đại Trà người ta chỉ dùng gọi là khung cái, khung quân, khung giái, vẹn giái, là ba khung đó là hầu như là khung liền chứ không phải là khung chắp. Thông thường thì cái diều ở đây người ta làm cái diều khoảng 4 mét, là kéo một khung sáo khoảng cân 2, 1 kg 2 thì lõi được coi là cái bộ sáo 1 cân 2 là cái diều 4 mét, nhưng ở các nơi khác cái diều 5 mét mới kéo lõi được cái bộ sáo cái này. Thì như vậy là cái tính toán của người Đại Trà người ta tính toán sẵn từ trước để nó mang phát cái bộ sáo đó phù hợp với cái sức đó. Đấy, nếu phù hợp thì nó lên nó nhau xuống này. Sáo Đại Trà là nó có cái kích cỡ, nó làm theo như một cái bản nhạc coi là của một cái bản nhạc đấy. Thế thì coi là cái bản nhạc thì nói chung lại thì nó lấy theo cái nốt của cái đàn guitar, nó lấy theo đúng nốt của đàn guitar. Cho nên nó phải thật chuẩn. Thế do vậy thì coi là tính cái người nghệ nhân coi làm sáo là phải tính toán về cái âm sắc, tức là cái sáo diều thì cái độ dài nó bao nhiêu, đường kính bao nhiêu, nó phù hợp cái đấy thì nó cái âm của nó cái âm thanh của nó reo đều, tất cả nó rót vào cái. Thế rồi là coi là sáo cái thì 1 tiếng, sáo nhì 2, 3 tiếng, sáo ba là 2 tiếng, còn các sáo khác nó reo lại. Nhưng nó góp tất cả cho cái sáo cái để nó tăng âm lượng của sáo cái cho to lên. Đấy, nó có khác biệt như thế. Các nơi thì người ta lấy cái sáo gần bằng nhau, cho nên là cái ồ cái lọ cãi nhau cái kia, không có âm thanh ngay. Sáo để ý là cái diều ở bên Định Nguyên thì nó không có đoạn này, nó chỉ có phần khung trên này, khung trên thôi, một cái xương sống rồi sang đến giá luôn. Cái cảm tưởng như gió nó lùa vào đấy, nó thơi trông chênh, trông chênh nó không, nó không có gì. Cái người Đại Trà ta làm diều là ta làm bằng sơn ta, ống là ống bằng tre. Ống tre là coi là người ta làm hoàn toàn ống tre đấy, những cái ống to vào trong hoàn toàn tre đấy. Thế và cái miệng nào cũng mít, nhưng người ta lải cái vải và cái sơn ta trên cái ống tre đó thì nó mới có cái độ rắn, có độ thanh. Trong quan niệm của người Đại Trà, diều mà không có sáo cũng như người câm. Sáo là linh hồn của diều, là niềm tự hào của những người chơi diều. Bộ sáo đã trở thành một thứ nhạc cụ dân gian, thứ gia bảo được nâng niu giữ gìn cả đời của người làm sáo. Đây này, người ta những cái này nhá. Cái này hoàn toàn đây này, cái chất liệu này là người ta làm bằng vải, người ta lại trên tre. Cháu sờ xem này. Không đấy, không phải là coi là mấy ai làm cái này đâu. Đây này. Đấy bằng tre trong bọc vải vào đấy. Cứ đấy, cước nâng diều cái nét đấy. Nét đấy. Này, thế mà còn thiếu đất đấy. Đất nhiều.
7856 là nó khoảng 5m8. Cái bụng này 5m8. Cái này đường kính 25. À đường kính của cái này không, ở đây cháu đang đo cái đường kính. Cái này lên diều nó lên kiểu gì rồi? Lên bình thường thường. Ông ấy làm cái diều chục mét đâu thôi. Năm 2011 thì cái người làng chơi diều của xã Đông Phương xin đăng ký là làm cái đăng ký cái kỷ lục 6 cái diều của 2011. Thế thì trong cái làng Đại Trà thì mấy anh em tổ chức coi là thành một cái nhóm. Thế mà cái nhóm đó thì tổ chức làm cái bộ 6 này đăng ký, thì sau khi đăng ký xác lập kỷ lục thì được xác lập kỷ lục người ta chấp nhận theo đề nghị của mình. Thế thì tiến hành coi là làm bộ 6 này kéo dài khoảng 5 tháng. Cái 6 này 6 cái đường kính là 18 phân. Đấy, 18 phân. Dài 1m55. 1m55. Đấy, 13 cái 6 này thì được làm. Thế và sau coi là 6 tháng thì hoàn thành. Hoàn thành thì cái này đã phải đi coi là thử tiếng. Rất may mắn là khi làm xong mình thả được. Xác lập kỷ lục và kỷ lục về đến đây để xác lập. Trong quá trình làm thì mình cái này thì làm thử tiếng thế nào ạ? Mình thử tiếng thế nào? Cái này đo đường kính như lên nói phải đo cứ đúng kích thước là nó sẽ phải ra một cái loại cỡ, xong bắt đầu mình đưa vào phòng thổi tách âm. Thế xong rồi bắt đầu mình lại đưa ra thả thử để xác nhận mà. Trò chuyện với nghệ nhân Nguyễn Văn Nheo cũng là một người đam mê trọn đời với thú chơi diều. Chúng tôi biết rằng nhiều nơi có diều sáo, nhưng không ở đâu có những cánh diều độc đáo như ở Đại Trà. Với phần bẹn diều được chế tác thêm để tăng sức nâng cho bụng diều và dái diều. Phần đuôi cuộn tròn mà người dân trong vùng gọi là dái diều ấy dường như chính là nét đặc trưng độc đáo nhất của diều đồng bằng Bắc Bộ, khi nó thể hiện sức mạnh của người đàn ông trong tín ngưỡng phồn thực của người Việt. Cho nó đẹp và chuông trắng đấy. Khung trên 10, khung dưới chỉ 7 thôi. Đấy. Thế còn nói ví dụ là mỗi 1 mét dài của nó đấy là 30 phân bụng. Cứ thế mình nhân, mình làm to bao nhiêu mình nhân đến bấy nhiêu. Thế còn cái bẹn này của nó này là mình làm theo công thức này. Nghĩa là với cái sở thích của mình trông làm sao cái vừa ngã phải không cân đối, trông nó cân đối, cái to quá cũng không đẹp mà bé quá cũng không đẹp. Thường nó cân với lại cái điểm giữa đấy, không phải cân điểm giữa, kể cả nó nhích ra đây tí cũng được, hoặc là nó dịch vào đây tí cũng được đấy. Thế nhưng làm sao cái bụng này với cái bẹn nó cân đối thì để nó tính cái bộ sáo nó trọng lượng nó nặng bao nhiêu thì đeo đầu với. Thế là mình xác định cái diều này sẽ đeo sáo lớn thì cái phần trên phần thân này là phải chắc đúng không? Vâng. Thế còn cái diều mà cái khung dưới này mà cứng quá, mà cái khung trên kia mà yếu thì diều nó đảo nó không đi được. Những cánh diều bay được là nhờ sức nâng của gió. Địa điểm lý tưởng để thả diều là những bãi đất bằng rộng rãi, không vướng cây cối, đường dây điện, xa lối đi lại và đặc biệt là phải có gió. Nếu diều nhỏ, một người là có thể thả, nhưng nếu diều lớn, cần ít nhất hai người trở lên. Một người giữ dây, một người thả còn gọi là đâm diều. Khi thả, để diều ngược gió, hướng mũi diều lên trời chếch một góc khoảng 45 độ. Khi có gió, phóng mạnh diều lên cao, người cầm dây giật nhẹ để nâng diều lên và từ từ thả dây cho diều lên cao. Người Đại Trà thì người ta rất là hâm mộ cái diều sáo, và người ta cho là đây là một di sản thôi. Con em trong địa phương thì người ta vẫn duy trì bảo tồn. Thế mà hàng năm thì người ta vẫn có cái thứ thả diều, thế là để chiêm ngưỡng là cơ bản và nghe tiếng sáo. Làm nào để mình tiếp tục gìn giữ cái di sản này mà truyền nó đến các thế hệ sau, mà các thế hệ sau vẫn cảm thấy rằng đây là một cái nét đẹp mà cần phải gìn giữ. Về mặt cái trong cái hương ước làm văn hóa của địa phương thì nó có một cái, nó cũng ghi trong cái di sản văn hóa, trong đó Đông Phương có hai cái di sản,
thứ nhất là pháo đùng, thứ hai là rìu xà, tức là di sản văn hóa. Cái bảo tồn này thì hàng năm coi là cũng phát động các làng văn hóa để tăng cường nữa về cái gìn giữ cái di sản văn hóa. Với những người đam mê rìu, tiếng sáo rìu thực sự là dàn nhạc giao hưởng trên không trung, và không chỉ đơn thuần là một thú chơi hồn hậu. Tiếng sáo rìu còn là nỗi nhớ khắc khoải về một thời tuổi thơ của biết bao thế hệ. Cho nên, dẫu ai đi xa đến đâu, mỗi khi nghe tiếng sáo rìu, dường như đều tìm thấy tiếng lòng mình thổn thức nhớ về quê hương.